Hôm nay là Thái Minh Phú xin giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một cái bàn với mặt bàn bằng gỗ sao đen. Mặt bàn có chiều đường kính là chỗ rộng nhất là được 1m1. Cái chân bàn bằng gỗ sa cừ. Bàn có chiều cao là 70 cm. Với cái bàn này các bạn có thể mua những cái mà ghế ăn, ghế bàn ăn á, ráp vô. Cái ghế ăn này ở ngoài bán khoảng chừng 500-600 ngàn một cái. Tại bây giờ mình không có ghế này, mình định nên để cái ghế màu đỏ vô để cho các bạn hình dung ra được. Cái bàn này mình chỉ có thể làm bàn ăn hay là bàn uống trà vẫn được. Tại vì cái chiều cao của nó là chiều cao của cái bàn là được 70 cm. Chiều cao của cái bàn là được 70 cm. Nên mình có thể làm bàn ăn cũng được hay là bàn uống trà tiếp khách cũng được. Với cái bàn này thì mình có thể ngồi được khoảng chừng 6 cái ghế.